Ngoài xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản tốt nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay anh xin gửi tới quý khách hàng một vị trí căn nhà hướng Đông Nam, giá chào bán rất là hợp lý, 1 tỷ 7, diện tích xây dựng là 30m² trên sổ đỏ và thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Nhà này rất là thoáng, có ban công mọi người nha. Đó, đây chính là vị trí ngôi nhà mà em anh quay review với mọi người ở trong cái video này. Với cái mặt tiền của ngôi nhà là 3m6. Tầng 2, 3, 4 là xây đua ra mọi người nha. Vị trí của ngôi nhà tại tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngõ trước nhà 2,5m, cách trục đường ô tô đi lại khoảng tầm 20m. Với cái vị trí của ngôi nhà này thì ô tô, taxi có thể lùi vào tận cửa nha mọi người. Rất là hợp lý. Và vị trí của ngôi nhà thì rất là gần với trường mầm non, trường tiểu học, chợ dân sinh, gần với lại trường cấp 1, cấp 2, cách bến xe Nghĩa 3,5 cây và cách khu đô thị Đô Nghĩa khoảng tầm 2 km. Mọi người theo hoàng ánh vào vị trí tầng 1 của ngôi nhà. Tầng 1 của ngôi nhà đây, mọi người thấy không ạ? Về phần sơn cũng như là trần thạch cao, gạch lát nền, hệ thống điện, hệ thống nước của ngôi nhà này đã được hoàn thiện xong hết rồi. Với cái hiện trạng của ngôi nhà thì chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Giấy tờ pháp lý đầy đủ, hồ sơ chính chủ, giấy sổ đỏ chính chủ này, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Với cái giá trị của cái căn nhà này thì quý khách hàng chỉ cần bỏ ra khoảng tầm 800 triệu đồng là đã có thể sở hữu cho mình cái ngôi nhà này rồi nha mọi người. 800 triệu đồng thôi, phần còn lại ngân hàng hỗ trợ. Gạch lát nền của ngôi nhà thiết kế là gạch 60-60 vân đá, màu sơn là màu vàng. Đó. Hệ trần thạch cao được thiết kế theo kiểu giật cấp, toàn bộ điện nước đều đã hoàn thiện đầy đủ. Hồ sơ điện, hồ sơ nước, nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Với cái phần phòng khách khá là rộng mọi người ơi, đây. Có một cái vách CNC được ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách. Khu vực ở đây có thể để một bộ bàn ghế sofa rất là đẹp. Đó. Và mời mọi người hướng vào phía phòng bếp của ngôi nhà. Với căn phòng bếp thiết kế như thế nào? Toàn bộ tông màu chủ đạo của cái căn phòng bếp là màu trắng. Đấy, phụ kiện bếp cũng đều được hoàn thiện đầy đủ. Với cái chất liệu gỗ MDF chống cong vênh mối mọt, tạo nên cái tủ bếp khá là bắt mắt với cái màu trắng, tông màu trắng tinh luôn mọi người nha. Rất là trẻ trung và tinh tế. Vòi chậu cũng được lắp đặt rồi. Đây, nước đây ạ. Vòi chậu cũng như là bồn rửa bát đều đã được hoàn thiện đầy đủ. Phía tầng 1 của ngôi nhà gồm có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì có đủ về phần bồn cầu cũng như vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Vị trí căn nhà nếu mà đi bộ khoảng tầm 200m là ra tới chợ dân sinh và khoảng tầm 300m là ra tới trường mầm non, trường tiểu học nha mọi người. Và cái vị trí căn nhà này là thuộc mặt ngõ. Đó. Nhưng ngoài anh vừa quay về phần đường xá thì ô tô taxi có thể lùi vào tận cửa nha. Tay vịn cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc cổ bậc được lát đá granite. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà xem tầng 2, 3, 4 thiết kế như thế nào nhé. Với tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà này được thiết kế gồm một phòng, mỗi tầng một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Thì bước chân lên phía cầu thang là ở tầng 2 có một nhà vệ sinh rộng lắm mọi người ạ. Đây, đầy đủ bồn cầu, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, lavabo, gương. Và ở phía tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà ở đây, chủ đầu tư thiết kế khá đặc biệt với cái ngôi nhà này. Đó là một cái ô chờ thoáng để lấy không khí xuống khu vực ở phía trong phòng vệ sinh. Ô trời này rất là thoáng mọi người ạ, ở trên tầng 4 xuống tầng 2. Đây chính là phía phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà. Có ban công hướng ra phía bên ngoài, ban công nhỏ nhỏ thôi mọi người ạ. Đây, phần ban công này hướng ra phía mặt ngõ rất là thoáng. Hướng nhà là hướng Đông Nam. Mùa đông thì ấm mà mùa hè thì cực kỳ mát nha. Toàn bộ cửa thông phòng của ngôi nhà được thiết kế là cửa gỗ lim Nam Phi. Đấy, cửa sổ ở đây thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp này. Với cái căn phòng này rất là rộng nha mọi người. Với diện tích 30m² mà chia một phòng ngủ và một phòng vệ sinh, thì cái trên tầng 2 này còn được đua ra nữa thì cái diện tích
cái căn phòng ngủ này nó rơi khoảng tầm 20 mét mọi người nha. Đó. Ngọc Anh quay từ phía cuối chỗ cửa sổ cho tới đến đây này, rất là rộng. Cửa thông phòng này, gỗ lim rất là chắc chắn. Và hướng lên tầng 3 cũng được thiết kế như tầng 2 mọi người nha. Tầng 3 của ngôi nhà thiết kế giống với tầng 2, cũng gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Phòng ngủ ở trên tầng 2, tầng 3 đây, thiết kế tương tự giống hệt nhau. Có ban công. Đó, hướng ra phía bên ngoài. Rất là thoáng. Lên trên tới tầng 3 là đã có hai phòng ngủ rộng rồi mọi người nha. Và tầng 3 cũng có một nhà vệ sinh giống với lại tầng 2. Đó. Đầy đủ bồn cầu, hệ thống sen tắm. Thay vào hệ thống sen cây giống ở phía tầng 2 thì ở trên tầng 3 là chủ đầu tư sử dụng sen tắm thường. Tuy nhiên vẫn đầy đủ công năng cho mỗi hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Vậy tầng 4 thiết kế như thế nào? Mọi người theo em nhé. Trên tầng 4 của ngôi nhà mọi người ạ, gồm thiết kế có một phòng vệ sinh. Và ở đây, đây chính là cái điểm nhấn mà vừa nãy ở phía ở tầng 2 của anh có nói với mọi người đây. Có cái ô giếng trời để lấy toàn bộ cái phần thoáng, phần sáng xuống cái khu vực tầng 2 và tầng 3 phòng vệ sinh nha. Đó, tầng 4 thiết kế một phòng thờ và một sân phơi. Thì đây chính là phòng thờ của ngôi nhà. Nhỏ xinh nhưng mà lại đầy đủ tiện ích nha mọi người. Đấy, phòng thờ có cửa sổ, có cửa thông phòng hướng ra bên ngoài. Và đây chính là phần hành lang để đi ra khu vực sân phơi. Đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây là khu vực để máy giặt nha mọi người. Sân phơi của ngôi nhà được chủ đầu tư lát một cái màu gạch riêng. Đó, nếu đứng quan sát từ trên tầng 4 của ngôi nhà, nhìn tới xung quanh, mọi người có thể nhìn giúp một ánh rất là đầy, rất là nhiều nhà cao tầng, nhiều hộ dân xung quanh, hàng xóm ở đây thì cực kỳ thân thiện. Với căn nhà 1,7 tỷ đồng thiết kế và xây dựng mà Ngọc Ánh review từ tầng 1 cho tới lên tầng 4. Vậy thì quý khách hàng nếu như muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về căn nhà này hoặc vị trí khác thì có thể vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0953 013 403 hoặc 0888 041 444 nhé. Mọi người xem video thì đừng quên bấm vào nút like để có thể đã ủng hộ em. Và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những bất động sản tiếp theo của Ngọc Ánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.